Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thiên Ân Official. Hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng nhỏ của em tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, bữa giờ cũng chia sẻ bà con cô bác, bữa giờ là đi quay hình ở tỉnh. Thành ra là những hôm vừa rồi đi tỉnh nó không có ai ở nhà. Cái gửi hàng đi chậm trễ, cái bà con cũng la quá trời. Ôi, không biết mọi người sao chưa, tháng này chắc sợ đói rồi quá. Bán buôn kiểu này nói chung là giờ cứ một mình vừa làm rồi vừa đóng gói rồi vừa đi tỉnh, thành ra là hàng hóa nó cũng đi chậm hơn mọi lần đấy. Đáng lẽ giờ này năm ngoái là cũng có thể do tình hình kinh tế năm nay khó khăn nữa bà con cô bác. Không biết mọi người sao chứ thấy năm nay là cái sản lượng mình bán ra là không bằng so năm ngoái rồi, hay là do phong thủy ta, hay là do phong thủy nhà mình nó chưa tốt, hay là do nào. Nên là hôm nay em đã quyết định tìm một thầy phong thủy. Cũng nói chứ buôn bán mà mình cũng phải cơ gọi là có thờ có thiên có kiêng có lành đó, mình phải có nhờ thầy. Hôm nay em có tìm một thầy tới để xem coi cái phong thủy ở đây mình có thể sắp xếp hướng hay như nào hàng hóa cho nó phù hợp, để nó mang lại cái gọi là vượng khí đó, buôn bán buôn may bán đắt hơn. Để ra coi xem thầy tới cho mọi người. Thầy này em cũng tâm đắc lắm, em kiếm cũng tìm thầy nhiều lắm mới tìm được cái thầy này á mọi người. Chào con. Ủa? Sao thầy đứng đây sẵn rồi? Tới nãy giờ. Đứng nghe mà quay tới con lươn 4-5 lần rồi đó. Nắng chết. Trời ơi, mới tưởng sao thầy không gọi ra đón trời. Đang quay vô kì. Trời ơi, thầy đi xa không thầy? Sao? Ủa, thầy đi bộ hả? Ừ? Thầy đi bộ hả? Đi Grab chứ. À, đi Grab hả? Rồi con tưởng thầy đi ô tô. Vô nhà được chưa? Nắng. Dạ, dạ mời thầy vô. À không, thầy mình làm việc luôn thầy. Làm việc gì đây? Ủa, thì con mời thầy tới thầy xem giúp con xem phong thủy sao, thầy coi con sắp xếp hàng hóa rồi buôn bán giúp con, chứ đợt tháng này con đang bán không có được tốt lắm. Thầy ra đây thầy. Đấy, ủa thầy, con muốn giới thiệu thầy, chắc thầy biết con bán gì mà đúng không thầy? Không, không hề. Không hề hả? Dạ vậy thôi, để con giới thiệu lại cho thầy. Đây, đây mặt hàng đầu tiên mà con bán là mật ong. Thầy bình thường thầy có bị đau họng hay gì không? Không hả? Thầy nhiệt tình lên thầy. Không có, tại nhiệt tình lên chứ thầy. Tại đến vì xem không sao, tại vì sao con nói con thầy qua đây coi phong thủy cho con. Bây giờ thầy nói thầy con luôn nha, con bán hàng cũng được đúng không? Thầy nghe qua đây đúng không? Dạ. Thầy tháng luôn nè, thầy nói thầy chứ con bán hàng được cho, không phải do phong thủy đâu. Chứ do, sao thầy? Do con ăn ở đó. Sao do anh ở? Thứ nhất buôn bán quan trọng thái độ con, thái độ quan trọng hơn trình độ của con. Biết thầy chưa cần biết vô mặt hàng con sao, vừa bước vô nhà con cái thầy vô cân kêu con kêu thầy kêu con mặt hàng con liền, vô qua hàng con liền, ủa hàng con liền biết hàng con thầy coi đúng không? Cái đầu vô cái không kịp không rót thầy đi nước rồi, nổi cái đó là không đủ kinh tế. Không rót nước rồi thầy ơi. Ừ thầy nói với rót nè, xong cái là không cho thầy ngồi, thầy đứng đây cái tự nhiên vô ép quảng cáo luôn, để vô thầy đứng ta thành cái mặt thương hiệu luôn ép quảng cáo. Đó, họ nói buôn bán buôn vậy, cái quan trọng là cái thái độ, cái gì phải nhẹ nhàng tích cực chứ. Không thầy con thật thà, con chính không con, cái đó không phải thật thà con, cái đó là lợi dụng con, lợi dụng ảnh của thầy con. Trời ơi, cái tự nhiên cái thầy vô cái đứa chị mặt ông sẽ quảng cáo của cái gì vậy? Thầy, thôi có cái gì con sai sót thầy bỏ qua con. Khó lắm đó. Con mới lớn, con nhiều cái con chưa biết. Ủa mới lớn thì cái nhà bự gì con? Không, cái này con xây chung thầy ơi. Ủa xây chung sao? Dạ, với mình làm ăn mà mình phải đầu tư, bởi vậy con đang lo quá, thì giờ con bán không được giờ thầy giúp con đi, chứ con sợ con sắp phải chuyển khỏi cái nhà này rồi đó. Mà cái nét mặt nó thì con diễn lắm á nha, thấy con diễn sao đó. Con có diễn gì đâu. Vậy cái kia thầy qua đây con không thấy thiệt không? Có. Ừ thì cầm cho ông vô bàn ngồi. Không mà đây nhiều đồ, nhiều hàng lắm, thầy đứng đây con mới bắt hình được. Bắt hình chi, lát nó cầm cái máy ra đặt tả cặn rồi. Không thầy ơi, sao? Đứng đây đi cho nhìn nó tổng thể, người ta thấy thì người ta thích người ta hỏi đó. Thấy lợi dụng chưa? Đây thầy coi đi thầy. Ăn ở, buôn bán được vô ăn ở cũng đó. Thầy con được bạn giới thiệu là thầy qua thầy giỏi được lắm. Thầy là xuất nhập là liên tục. Rồi thầy coi này nọ các thứ hay lắm. Không có, thầy đâu có làm xuất nhập cảnh con. Không có gì thầy ghê vậy. Thầy đâu là xuất nhập cảnh, thầy là đầu tư chứng khoán. Ý là thầy có thể linh cảm rồi nhập ra nhập vô thầy hay lắm. Bạn con quay clip thầy thấy con thấy hay lắm mà. Trừ những đầy nắng hồi nó thầy mặt hồi bị cảm luôn con. Rồi bây giờ thì thầy coi thử giúp con đi xem nhà này là như vậy là tốt chưa, hay là con cần chỉnh sửa gì không thầy? Nói chung đó là người ta có câu á là tâm không an, phong thủy vô nghĩa. Hiểu không? Con gặp cái tâm con phải tỉnh. Chú thầy vô mà thấy tâm con nó không tỉnh mà con làm ào thầy vô thấy con không tỉnh thì bị lâu theo luôn. Nhiều khi thầy đến gần con thì thầy làm ăn không được luôn. Không thể nói thiệt. Tại vì thật sự luôn á. Bây giờ cái quan trọng nhất là tâm con phải an. Con phải học làm sao mà cái tâm con phải an lại. Không, thầy không thể nói thầy có được thật giáo ở đây tôn giáo được không? Ừ.
hiểu không? Rồi bây giờ nói chung là giờ con kêu quay thầy coi phong thủy hay là làm gương mặt đại diện thương hiệu cho con. Thầy coi phong thủy, ủa thầy nói gì vậy? Con mời thầy qua là thầy coi phong thủy cho con. Thầy coi xem là con cần chỉnh sửa gì không? Có, nói chung nhà này không có gì chỉnh hết á, mà thầy chỉnh cái mặt con lại. Chỉnh mặt con hả? Ừ, nói chung là biết sao không? Phong thủy mặt con không tốt hả? Cái nhà này cái mặt không sao, cái mặt nhà không sao mà cái mặt con không có vấn đề. Thiệt. Mặt con sao thầy? Con thấy mọi người chính... khen mặt con dữ lắm. Khen sao? Khen dữ thương đồ. Khen dữ đúng không? Đúng rồi đó, khen đúng rồi đó. Ừ, khen dữ đó. Mà con dữ mà. Ý là sao tâm sinh tướng con. Cái tâm con sao mà cái tướng mặt con nó như vậy. Sửa cái mặt lại, ngủ sửa mặt. Sửa mặt lại đi. Sửa mặt. Ừ. Là mình sửa những bộ phận nào, ví dụ sửa mũi hay là sửa mắt hay sao? Sửa hết con. Ừ thiệt. Cái mặt con sửa hết. Con bán con không được, không có tiền lấy đâu ra con đi sửa thôi. Vậy thì mình, tâm sinh tướng mình sửa cái tâm trước đi. Mình sửa cái nết trước. Cái nết là. Ừ. Cái nết mình buôn bán mình ép người ta quá, mình ép thầy phong thủy ép này kia quá, hiểu không? Người ta áp lực cái sinh ra cái sự áp đặt, cái sinh ra áp lực, tự nhiên cái tâm nó không có được tự do, nó không được nhẹ nhàng, nó không được thảnh thơi á, cái tự nhiên cái mặt mình nó bị gò bó, nó câu có, mà câu có thái độ nó không tốt, buôn bán nó khó. Thì con sửa nết rồi. Không, sửa nết cũng không được đâu, con sửa cái tính nữa. Ủa, tính nết là một thầy? Không, con cái nết là cái biểu hiện, còn cái tính là bên trong, cái thói quen con còn sửa luôn cái tập khí tập là cái thói quen, còn khí là cái năng lượng, con sửa luôn cái thói quen năng lượng của con, cũng sửa tâm luôn đi, mà được luôn cạo đầu đi tu luôn đi con. Thiệt, con phải tu, ăn chay niệm Phật, con tu hai kiếp nữa còn mới ba buồn nó mới thay đổi cái tướng còn đó. Tu rồi có đâu có buôn bán gì nữa thầy. Kiếp sau bán, kiếp này rồi quy y cửa Phật đi, rồi kiếp sau bán. Thầy nói thiệt đó hả? Con mời qua đây thầy mà thầy nói vậy luôn đó hả? Nói chưa, sao hở là nó cọc. Nên ta tu cái nết này đi. Sợ là nó chửi thầy, nó còn chửi mà. Thôi bây giờ thầy vậy thì bây giờ con tu nết rồi, bây giờ thầy mua ủng hộ giúp con được không? Thấy chưa? Đó là đây là cái tính này. Cái tính là cái thói quen á. Đó ha. Sao họ là bán hàng, sao ép bán hàng. Quan trọng là cái gì mình đừng có không ép. Không có tặng á. Tặng thì thầy lấy. Con tặng á, thầy nói đùa chứ con tặng thầy chứ. Cảm ơn con. Công thầy hôm nay cũng tới đây rồi. Mấy đó. Này nhiêu đâu. Thấy chưa? Tự nhiên cái mắt nó sáng lên thấy không? Làm phước làm đức cái mắt nó sáng lên, cái mặt nó hiền ra. Tôi nói nên là thật sự là quan trọng cái tâm. Quan trọng là cái tâm. Quan trọng cái tâm đúng không? Thấy được không? Thầy thích cái gì nữa? Con tặng thêm thầy. Tôi chung thích hết á, nhưng mà không mà tặng cái gì lấy cái con đó. Con nghĩ thầy cũng nên sửa lại cái tâm thầy đi. Không, thầy sửa rồi, thầy sửa cái tính thầy. Thầy sửa rồi hả? Ừ, ai cho thầy cũng lấy hết. Không có thấy tâm thầy còn tham lắm, tham con si dữ lắm. Con tham là mình tham là mình lấy của người ta, mình không xin phép. Con này người ta cho mình nhận. Thì người ta cho nhiều thì nhận nhiều thôi chứ. Đó là gọi là tùy hỷ con. Đúng không? Ừ. Còn mà kiểu như mà mình họ không cho mình lấy là tham. Còn này người ta cho mình nhận đó là gọi là vô tư. Không gọi là vô tư quan hỷ. Hân hoan. Trong nhà học là hoan hỷ đó con. Hoan hỷ. Ừ thầy hoan hỷ. Cảm ơn con. Ừ. Dạ, rồi con tặng nhiều đó thôi. Nhiều không? Uống cà phê hả? Ừ. Đùa chứ để tặng thầy hạt điều nữa. Thầy thích ăn hạt điều không? Thôi, nói chung là nhưng mà thầy không thích. Hay là thầy thích hạt mắc ca. Đâu thầy coi coi. Hoan hỷ ha thầy. Hoan hỷ. Hoan hỷ. Ô cái này cũng hoan hỷ quá. Cái này cũng hoan hỷ đấy. Hoan hỷ luôn hoan hỷ luôn. Ừ hoan hỷ. Đây con còn có hạt rẻ nữa thầy. Hạt rẻ nữa. Ô hoan hỷ quá. Hoan hỷ. Ủa ý là thầy coi xem có ok không? Còn nếu không ok thì đưa lại. Hoan hỷ hả? Hoan hỷ quá. Hoan hỷ luôn. Đây còn cái này ngon lắm này. Cái này thì trong thầy tâm tịnh thì này nên ăn món này. Món gì vậy? Măng thầy. Măng hả? Măng xích cô. Hoan hỷ. Rồi có gì đâu con, à đây còn cái này nữa, cái này là bán đây con cầm bớt cho thầy. Không cần để thầy cầm cho nó an tâm con. Ừ. Đây hai cái này nữa hoan hỷ nữa thầy. Ừ. Đây bộ đôi hoan hỷ. Bỏ đây con hỷ quá. Thôi con nghĩ này thầy cầm hơi nhiều rồi á. Con thấy phong thủy nhà con tốt lên rồi nha, dần thấy tốt lên, nó thấy có cái năng lượng của phải tích cực hơn rồi đó. Tích cực hơn chứ con thấy mặt thầy sáng hơn mặt con rồi đó. Thôi mình nặng con. Nặng hả? Nặng cái thân thầy bớt nặng đồ đạc nó nhiều nè. Ừ. Vậy thôi thầy bỏ xuống đây đi, điều chút nữa con bỏ bịch cho thầy. Ừ, cảm ơn con. Ừ. Chứ thầy ôm cũng đâu có hết đâu. Ừ. Đây con có cái bịch này em bỏ bịch cho rồi. Thầy. Ừ, cứ để thì lắc nữa. Thầy mang về thì ăn rồi có 6 gì? Món nha, thầy nhớ đó. Thầy nhớ thì ghê lắm, 6 món nha. 6 món đúng không? Đấy, con bỏ bịch sẵn cho thầy. Ê, nè. Mà mặt nghệ phải uống cái mật ong chứ ta, sao cho nghệ không có mật ong ta. Hoan hỷ thầy ơi. Okay, chuẩn bị qua tham rồi đó. Không, cái đó là sinh con. Cái đó là sinh con. Cái đó là... Thì sinh đó. Không, cái đó tùy hỷ con. Tùy hỷ hả? Ừ, đó là xin. Ừ. Đây. Đó là tùy hỷ. Ừ. Đây nha, bỏ đây cho thầy nha. Chút thầy mang về thầy dùng thử nha. Ừ. Cảm ơn đó, con. Thôi, nói chứ tặng thầy chai mật ong, thầy uống chung chứ thầy không có làm sao thầy uống chung được. Nói chung là không phải không quán gì, bán ế quá. Giống như đưa ra đi, thiển dông vậy đó. Đây đây nha, bịch của thầy con để sẵn đây nha. Ừ, để đây cảm ơn con. Để thầy cầm cho, để hầu lắc thầy quên.
đắt nhất thầy nha, quay phim lớn nhất thầy nha. Ủa sao thầy vô trong luôn vậy thầy? Ủa không mời vô hả? Mời con. Con chưa vô. Cái là tùy tiện đúng không? Còn lẽ là tùy hỷ. Thầy không đúng rồi, thầy làm thầy chưa tới á. Không phải con từ từ làm nó tới con. Mà cứ chửi thầy hoài thì về đó. Thầy tháng này làm ăn không được đó. Đây thầy ngồi đây thầy. Mà như hôm nay thầy qua con biết thầy con cũng coi là ít. Vui chơi là nhiều chứ thầy coi con biết thầy. Ê mình qua đây con Phong Thủy mình kiếm tiền hay mình qua được kiếm chuyện? Mà nãy giờ thấy kiếm chuyện hơi nhiều á. Thầy thấy gì không? Thấy gì? Thầy thấy bên này là gì không? Quang hả? Trời ơi, bữa nay là đặc biệt biết thầy qua buổi trưa mà thầy cũng hay lắm bảo. Thầy ăn chay. Ừ, thầy ăn chay. Chắc thầy ăn chay con quên mất. Không sao, lâu lâu thầy ăn thịt được. Lâu lâu thầy ăn thịt được hả? Ừ. Vậy bởi bảo thầy vẫn phải tu tâm dưỡng tính là vậy đó. Không có con, người là mình vượt thoát hết mọi cái quan điểm, mọi cái chấp của thế gian rồi con. Đấy thầy, nhà con này là bán gì là ăn nấy luôn đó. Đó, hôm nay là đặc biệt thầy qua là chuẩn bị một bữa cơm nhà, nói chung là cơm đơn giản thôi, cũng không có gì đặc sắc hết trơn á, mong thầy hoan hỉ ăn chung với gia đình con cho vui ha. Đó, đây giới thiệu thầy cái này, món này là kinh điển của Việt Nam. Thầy biết món này không? Món này á, không biết, hỏi khó quá vậy con. Món này là món thịt luộc. Ồ, mà nãy giờ tưởng là luộc thịt không á. Ừ. Đó, đây còn đây món này là cái này lúc nãy con mới tặng thầy một bịch đó. Ê, cái này giống như chương trình quảng cáo thực phẩm chức năng, xong cái kết hợp với thiên đường ẩm thực quá ha. Xong rồi cái kết hợp không, với lại đâu. Là đông tay kim cổ luôn á. Không có. Ông thủy này kia luôn. Không. Cái này là mời thiệt. Mời ăn uống đàng hoàng đến nhà coi là mời ăn thiệt. Thấy con. Cái này là mang, cái này bữa nay là nhà con tự nấu hết đó, không có đặt order gì. Nói chung là thầy không biết con biết đạo hơn, thấy con biết điều. Nói chung là thấy như vậy thì làm ăn có tương lai rồi đó. Tương lai có làm lên không? Lên trời ơi, tự quá tử tế, nó còn sống tử tế tự nhiên, có đức mặt sức mà ăn. Ok. Nhà con nuôi chó nữa hả con? Không, con nuôi mèo. Ồ vậy hả? Đây, còn đây là cà pháo. Còn đây, món này đặc biệt nha thầy. Món gì con? Bố thầy biết luôn á. Đặc sản quê con. Măng nấu với rau gì của Tây Nguyên nè. Măng gì? Này không phải nấu măng. Cái vàng vàng này là đọt mây. Đọt mây. Đúng rồi, rau bếp nấu. Cái mây là mây. Cái mây mà cái mây, người ta làm cái mây lấy cái đọt nó nấu không? Phải không ta, không phải. Chính xác đó. Đúng phải mây đó ông đã, không mây, phải. Mây làm ghế đó, xong rồi lấy cái đọt nó nấu. Điên quá à. Quýnh thầy là xưa đó. Cái mây đắng á, cái ngọn của nó có gai gai á, nó cũng chắc là không biết đâu. Con ơi, mứt đắng thì ăn được chứ cái này mây đắng sao ăn? Không, nó nấu chung với rau. Ê, nó sẽ không ấy, bị ngọt. Không ấy mình ăn luôn đi chứ mình nói hoài nó nguội con. Đúng rồi thầy, thầy ấy thì con lấy chén đũa thầy ăn. Ừ. Trời ơi, công nhận thầy tính ghê á, đi đâu cũng phải để cái bên mình, sợ mất hay gì á. Thầy để đây, con để lên đây đi. Nhớ nhắc thầy quay phim. Đấy. Ôi, chứ mời thầy ăn bữa cơm với con trên đây cho vui nha. Ăn vui, ăn no cho ăn vui mày. Có bụng chết đứng đợi ngoài cửa nãy giờ quay 4 năm shop mới xong rồi. Xong shop giới thiệu tao mới bước vô. Ăn bắp hả con? Có quá à, hoan hỉ thầy ơi. Không phải hoan hỉ con đâu, con hơi bị quan tàn đó. Thầy hoan hỉ thầy ơi. Không có, nó người ta quang. Chưa kịp đưa thôi. Đâu đủ thầy con giật vậy là con thấy thầy. Thầy ăn. Cái nết của con thầy sửa nhiều cái lắm, làm ăn mới được. Phải biết trên biết dưới lễ phép chứ. Mời thầy, rồi mời con. Biết thầy bị liệu thầy con luôn đó. Mời thầy ăn nha. Ừ. Đúng thầy, trời ơi, hết nửa chén rồi thầy. Dữ quá thầy. Bữa giờ thầy đi không được ăn hết. Xin lỗi thầy. Hỏi sao buồn ăn. Con hơi mất đi. Nói trên nên cái nết nó buồn bán được, con đọc có thái độ. Dạ nhưng mà con hiểu ra vấn đề, con biết con sai, con nhận sai. Thật sự tâm không tốt, phong thủy vô nghĩa. Ừ, cố gắng tu tâm con. Nếu mà tâm vậy thì không có tâm tốt đâu cần thầy nữa. Hả? Vậy tâm con tốt là thôi, con đâu cần thầy nữa. Thì đó, tính con không? Sợ hở là con móc con mỉa thầy, sợ hở là con chăm con trọt thầy, làm sao con buôn bán được. Thái độ tích cực mà cái thuốc tích cực. Cái mặt mình nó hiền, nó lành, người ta gần gũi, cái người ta giúp mình buôn bán con. Ừ. Cái mặt con đánh đá, con sợ hở là con chửi như vậy, ai mua rồi, con. Thấy mặt thầy ác hơn mặt con rồi á. Nên thầy đâu đi bán hàng, đi coi phong thủy. Ủa coi phong thủy thầy cũng có khách thì thầy cũng mới coi được chứ. Thì thầy nhận năng lượng tiêu cực người ta về. Ừ. Thầy gì thầy nói được hay quá à. Con nhận miệng lưỡi thầy hay ghê luôn á. Để mà đi kiếm tiền thì ăn được bữa cơm thiên hạ chứ con.
coi đây xong thì đi coi ở đâu nữa không thầy? Mình đây thì rất xô không? Có, thầy đi coi mà thầy muốn đi coi phim không? Coi phim hả? Ừ, ra rạp coi phim. Vậy là biết thầy đắt xô cỡ nào rồi. Bao rạp luôn. Tự dưng cái đoạn này thấy nó nhạt quá thầy. Tại vì mắm nó mặn quá đó con. Mình nhạt bớt đi. Tự dưng đến đoạn này nhạt quá con không biết nói gì nữa. Không không nhạt là cho con biết nói, thầy vẫn thấy mặn nha. Mắm hơn mặn, rau hơn mặn nha con. Thầy nói giúp con đi. Hả? Sao đây? Ủa thầy ăn gì lạ quá vậy thầy? Thì nói chung là thầy ăn không thể nói gì nữa. Cái kết đi con, mình kết, mình chào kết khán giả đi con, chứ để thầy ăn cơm mình con quay hoài khó quá vậy. Thầy ăn lạ quá à. Kệ thầy, thầy vậy mới là thầy của con chứ. Chứ thầy ăn giống con thì đâu phải là thầy của con. Thầy ăn lạ giống như chang một anh bạn của con luôn. Anh tên gì? Anh tên Khớp. Nó lại nhạt nữa rồi thầy ơi. Không, thầy cho miếng nữa con, thầy cho ít muối cho con. Con nhạt nhưng mà khán giả thấy vui con. Tại khán giả thấy con nhạt không mắc cười. Hiểu không? Con cứ nhạt đi. Con nhạt đó giờ mà. Đồ ăn này lâu lâu nó nóng luôn quý vị khán giả. Lâu lâu ngăn nó quăng cái miếng á, chưa đã đông. Nó còn lạnh tanh à, chưa đã đá lạnh lắm luôn á. Mới lần nó quăng ra mình nãy tưởng nhà nó gắn mới lạnh không á, nhà không hề có mới lạnh. Con học thầy mà. Ngon miếng hài là lạnh người. Im luôn. Con học thầy mà. Nãy thầy cũng có mấy miếng nó cũng đâu nóng hơn con nhiều đâu. Trời. Nhưng mà thầy gấp lại được. Được. Thầy gấp miếng khác được. Gấp thì chụp lại ăn liền luôn. Quăng ra là lạnh là thầy gấp lại được, hiểu không? Còn con quăng ra cái nó lạnh, cái ngôi nhà lạnh luôn. Để con hiểu tại sao con cảm thấy lúc nào người nó cũng âm u rồi. Không có, người con âm u, mặt con âm u, người con này nó tu thùi. Ừ. Vậy con nên hạn chế quăng lại đúng không thầy? Không, để cho mình nó bớt lạnh lại. Không, trưa nên quăng con, trưa con nên quăng miếng. Thực sự nãy thì vô thầy nóng mặt luôn á Ngọc. Nãy con nói chuyện vô cái ép của thầy buông hai món hàng con thầy nóng mặt luôn. Cái vô ăn cơm cái chuyện thầy nói nóng đủ mồ hôi luôn á Ngọc. Cái con quăng mấy miếng hải con thì... tưởng thầy thích. Con tưởng thầy thích nên con mới qua đó luôn chứ con đâu biết giàu đâu. Ai đâu mà thích ép đi bán hàng người ta con. Hôm nãy thầy nói quay sao thì con làm vậy thôi. Đâu có bảy món tự nhiên vậy đó con. Đối thủ cho thầy nữa. Chơi vậy là gấp lửa bảy cho người rồi. Trời ơi tự nhiên cái con vô đây. Nên quăng trưa nên quăng, nãy nóng nắng cũng mồ hôi luôn á, đứng ngoài là nắng. Nãy giờ là thầy đăng nhập đúng không? Thì cho thầy quăng hết cái miếng đi được không? Thầy đăng quăng miếng luôn á, mà con cái chăn hồng thầy hoài luôn. Chứng tỏ miếng thầy không ngon nên là con tự dưng không tập trung được. Không phải là không tập trung mà kiểu như của mình ganh tị, ăn không được đổi đập đổi cho hôi á, còn mình quăng miếng lạnh thì người ta quăng cái miếng cái ép người ta chặn người ta hoài, cho thầy quăng miếng lại không? Thầy biết thầy quăng ra nó lắc là lạnh luôn. Ok. Qua mẹ cảm xúc. Nên là chắc chắn về thầy quăng là nó lạnh luôn đó. Ý của thầy, miếng của thầy đó là sao? Ý của thầy là trưa nắng nè. Không phải, tại con sợ đó. Nó lạnh đó. Mỗi lần thầy quăng miếng là con chọc trong nhảy miệng. Khi nào con sợ nó lạnh là con ngăn chặn trước. Bây giờ nó lạnh thầy gấp thì đi hâm liền. Bỏ vô cái lò vi sóng thì đã đông liền được không? Ok. Ừ, ý thầy nói là trưa nắng thì đi mùa hôi mùa kia nó xa. Từ quận 12 quay nó nóng. Đang nhà con nóng vậy đó, còn không mở mới lạnh, con không mở cái quạt đâu có mát được nhiêu. Còn dùng quăng miếng hãy lạnh thầy thấy mát liền luôn. Bớt quăng miếng lại. Ăn cơm đi con được chưa? Được. Chào quý vị khán giả nha. Chào thì con kết đi cho thầy ăn cho ngon lành. Tự nhiên vô đây ép quay về tội thầy. Thôi trả lại thầy cho thầy ăn uống thoải mái. Ừ, để cho thầy phát vai ra. Ừ. Chào quý vị khán giả đi. Cứ nhớ mua ủng hộ hàng con nha. Chào đi, chào đi. Ok đi. Ok. Rồi cảm ơn bà con cô bác thôi chứ để thầy ăn chứ thầy à. Cũng kiểu thầy bị ngại mọi người ăn lên hình cái thầy ăn thầy không thoải mái. Thầy không thoải mái thì ăn hết bát rồi. Thầy không thoải mái với thầy cũng không dám gắp thịt nữa. Trời ơi con nói chị thử quý vị khán giả. Con dạ ơi. Ôi nè để cho tụi nó đi. Thầy không dám gắp thịt. Thầy lỡ nói thì ăn chay rồi nên là thầy nhìn thấy đĩa thịt thầy không dám gắp. Không phải như sao mà hồi nãy giờ khó nói. Để như thịt chảy nước miếng nói không được. Nó đi văng ra ngoài. Rồi mà cắt như thịt cho thầy đi. Thầy nhìn thầy không quay clip được đâu. Thầy cảm thấy khó chịu đúng không? Thầy khó chịu. Bức rứt. Thầy không ăn mà cái mắt thì cứ đánh vào đó hoài luôn. Không phải thầy nó thu hút con thầy thấy tội nghiệp con heo. Thì con heo sẽ thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp con heo hả? Nát ra tội con heo quá trời. Thôi ba rồi thôi đó chứ để thầy được tự nhiên gắp con heo thoải mái. Dùng cái gì kỳ vậy con? Thầy đó có thầy theo. Có gì kỳ vậy? Cắt chưa? Trời ơi cắt chịp cái heo theo đi con. Thầy ơi thầy cứ ăn thoải mái đi. Cái này chỉ là một phần của con heo thôi. Tội con, tội con heo, thầy từ bi lắm. Thầy nhìn mấy con thịt heo này giết chóc rồi luộc thấy tội con heo quá. Dạ mày thôi con để thịt qua đây. Ừ. Bế này qua đây cho thầy. Ừ, không có thịt không? Không có thịt. Ừ, không có thịt được á. Dạ, bế này để con ăn. Cắt đi. Dạ. Cắt rồi, đi. Rồi bà con cô bác này
mình cảm ơn bà con cô bác nha. Nói chứ hôm nay mời thầy qua phong thủy, thầy coi thì coi được rồi, cũng biết phải sửa gì rồi, sửa cái mặt, cảm ơn thầy, sửa cái tính, sửa cái nết, tu tâm dưỡng tính dạ, thay đổi tốt hơn. Con sẽ cố gắng con sửa để tương lai mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác nha. Ai có nhu cầu mà mình muốn coi phong thủy đồ á thì mình liên hệ thầy Phong. Thầy Phong bạn bà Thủy. Thầy Phong bạn bà Thủy. Thầy Phong coi hay dữ lắm bà con cô bác. Đó. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Có tiếp theo nữa hả? Có tiếp theo mà không có thầy đúng không? À, chào bà con nha. Tạm biệt. Tôi thấy anh này đấy đồ. Ơi. Bảy thì im giúp. Con cắt máy rồi. Ôi, cắt máy để im mất. Thôi để thầy tự gấp. Cắt máy chưa? Cắt rồi. Thầy ăn đi thầy. Ôi chưa cắt đấy, còn dây chưa, còn dây mới quay vô mặt kìa. Ôi cắt quay đi. Con này ăn không làm gì chứ. Ôi.